Quý vị thân mến, còn bây giờ sẽ là thời lượng chúng ta đến với Đảm Đang Khéo Léo, nơi mà các chị em phụ nữ và cũng có thể là cả các đấng mày râu, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thật là nhiều những bí kíp cùng với gian bếp của mình để chế tạo nên thật là nhiều những món ăn thực sự ngon với những công thức vô cùng đơn giản mà chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại nhà. Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nói tới một nguyên liệu, đó chính là thịt gà. Có lẽ là một trong những nguyên liệu cực kỳ quen thuộc với những gian bếp của rất nhiều các gia đình rồi. Thế nhưng những cái cách chế biến thịt gà như thế nào để thực sự sáng tạo, để không làm chúng ta cảm thấy nhàm chán, hay là những cái bữa cơm khi có sự kết hợp cùng với thịt gà sẽ luôn luôn khiến cho chúng ta có nhiều cảm hứng hơn khi kết hợp nó cùng với các nguyên liệu khác để cho ra những món ăn, thì ngày hôm nay hãy cùng Đảm Đang Khéo Léo của chúng tôi tìm hiểu những cách thức để có thể chế biến những món gà cực ngon. Và không để quý vị khán giả phải chờ đợi lâu nữa, hãy cùng theo dõi với chúng tôi ngay bây giờ nhé. Om nước cốt dừa. Sau khi đã chán với các món ăn truyền thống thì thịt gà om nước cốt dừa là một sự lựa chọn phù hợp với các chị em nội trợ. Món ăn này phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Có thể ăn theo phong cách Âu với bánh mì hay ăn theo phong cách Á với cơm đều ngon. Để làm món gà om nước cốt dừa, chúng ta cần một con gà ta. Gà không nên quá to, chỉ cần hơn 1 kg để đảm bảo độ mềm và chắc. Một quả dừa non, nhiều nước. Gia vị chúng ta cần gừng để tạo vị thơm cho thịt gà, rượu để rửa gà cho sạch, cho thêm vào món om cho nhanh dừ, chỉ dầu loãng đặc. Ngoài ra, chúng ta cần thêm các gia vị như mắm, mì chính, hạt tiêu, hạt nêm, đường. Cách làm. Đầu tiên với thịt gà, chúng ta chặt miếng nhỏ vừa ăn, ướp gia vị nước mắm, mì chính, đường và hạt nêm. Ướp trong khoảng 15 phút cho ngấm gia vị. Đun dầu cho nóng già. Phi tâm hành. Cho thịt gà vào rán vàng hai mặt. Đổ nước một quả dừa om trong khoảng 15 phút. Cho nước cốt dừa vào, đun thêm 5 phút cho nước dùng quện và sánh lại, rồi cho rau húng vào, đun thêm một lúc và bắc ra. Món ăn sẽ có nước dùng sền sệt, sánh, gà chín tới, không dai. Món ăn này phù hợp với cả cơm và bánh mì. Bước tiếp theo cũng rất quan trọng là đánh nước sốt. Nước sốt gồm tương cà chua, giấm, hành phi thơm. Đánh lên cho thêm gia vị đường, muối vào cho vừa ăn. Đổ nước sốt vào gà, cho thêm các loại xì dầu đặc và xì dầu loãng. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, đun nhỏ lửa khoảng 20 phút. Cho rau húng vào, đun cho ngấm rồi tắt bếp. Thịt gà là một thực phẩm quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Các món ăn từ gà vô cùng đa dạng với nhiều cách chế biến, nêm nếm khác nhau. Thịt gà là thực phẩm bổ dưỡng, được chế biến thành nhiều món ăn ngon như chiên, rán, cà ri, lagu, roti, v.v. Thịt gà cũng rất dễ ăn, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Không chỉ thế, thịt gà còn đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời khác với sức khỏe. Mặc dù thịt gà được sử dụng nhiều trong các bữa ăn hàng ngày, nhưng không mấy ai biết được dinh dưỡng trong thịt gà có những gì và có lợi như thế nào. Thịt gà có nhiều phần nạc và tương đối ít mỡ, nên chứa một hàm lượng protein cao và đa dạng. Chính vì vậy, bổ sung các món ăn từ thịt gà vào thực đơn hàng ngày sẽ mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích về sức khỏe, từ phát triển cơ bắp cho đến giảm cân hiệu quả. Thịt gà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo các nhà dinh dưỡng học, ngoài những chất như albumin, chất béo, thịt gà còn có các vitamin A, B1, B2, C, E, axit, canxi, phốt pho, sắt. Đây là những loại thực phẩm chất lượng cao, cơ thể con người có thể dễ hấp thu và tiêu hóa.
Ăn thịt gà giúp giảm nguy cơ mắc ung thư ruột, giúp kéo dài tuổi thọ, tốt cho tim, chống trầm cảm, hỗ trợ răng và xương, thúc đẩy sức khỏe cho mắt và rất nhiều lợi ích khác nữa.